Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chặn cửa khẩu Việt Trung, Bắc Kinh muốn gửi tín hiệu răn đe tới Hà Nội. Việc Trung Quốc đã chặn hàng hóa Việt Nam ở biên giới đã diễn ra vài tuần nay, nhưng Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra giải pháp nào khác ngoài những lời kêu gọi giải cứu trong cộng đồng. Có nghĩa là người dân tìm mọi cách mua hàng cho nông dân với giá rẻ mạt. Trong bối cảnh Trung Quốc được dự báo là sẽ tiếp tục chặn hàng hóa Việt Nam trong nhiều tháng nữa, câu hỏi đặt ra là đâu là nguyên nhân thực sự phía sau thực trạng này và giải pháp cho Việt Nam là gì? Đài BBC tiếng Việt có nội dung phỏng vấn nhà nghiên cứu Trung Quốc Thạc sĩ Ngô Tuyết Lan về vấn đề này để chia sẻ cùng bạn đọc. Câu hỏi được đưa ra là có thể có những nguyên nhân thực sự nào phía sau việc Trung Quốc chặn hàng ở biên giới Việt Nam không, thưa bà? Bà Ngô Tuyết Lan nói rằng, thứ nhất, chính phủ Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, do đó siết chặt quản lý và hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu thông thường, đặc biệt là cửa khẩu trên bộ với Việt Nam. Đây là hình ảnh hơn 6.000 xe tải ùn tắc tại cửa khẩu Việt Trung, tình trạng gián đoạn thương mại dự kiến sẽ còn trong 6 tháng nữa. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2021, tại cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, Trung Quốc tuyên bố phát hiện dấu hiệu COVID-19 trên trái thanh long của Việt Nam và lập tức ngừng nhập khẩu. Đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, Trung Quốc ngừng nhập khẩu toàn bộ trái cây tươi của Việt Nam. Đến nay, cửa khẩu này vẫn đóng đối với trái cây của Việt Nam. Mới đây, cơ quan phòng chống dịch ở thành phố Bằng Tường cũng thông báo sẽ tạm ngừng nhập khẩu thanh long của Việt Nam trong 4 tuần do 3 lô hàng thanh long của Việt Nam xét nghiệm có virus corona. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là virus corona có thực sự lây qua thực phẩm hay không? Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học đều chưa nêu rõ, không có bằng chứng xác nhận con người nhiễm virus corona qua thực phẩm hay bao bì đóng gói thực phẩm. Điểm thứ hai là trái cây Việt Nam xuất sang Trung Quốc đa phần qua con đường tiểu ngạch, tự phát, rủi ro cao và thụ động khi phía Trung Quốc thay đổi chính sách. Việc xuất khẩu các sản phẩm này sang Trung Quốc phụ thuộc gần như 100% vào các cửa khẩu phụ, lối mở là những điểm thông quan thường bị đóng đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát. Hiện chỉ có 9 loại trái cây của Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc do hai nước chưa đàm phán xong về quản lý chất lượng hàng nông sản. Dù Việt Nam đã ký FTA với Trung Quốc nên nhiều nông sản được hưởng thuế nhập khẩu bằng không khi xuất vào nước này. Những loại trái cây khác xuất qua đường tiểu ngạch như vậy. Đáng chú ý là nông dân và thương lái, cả hai phía hiện nay vẫn chuộng hình thức truyền thống, tức là giao dịch qua đường tiểu ngạch. Một phần là do đặc tính của nông sản tươi, thời gian bảo quản ngắn hạn nên cần giao dịch vận chuyển nhanh gọn. Một thương nhân của Việt Nam chuyên kinh doanh ở biên giới Việt Trung cho biết, tiểu ngạch cũng có rất nhiều ý nghĩa. Đây là hình ảnh xe tải chở hàng xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Thông thường theo con đường tiểu ngạch, các thương lái không ký trước hợp đồng mà vận chuyển hàng trực tiếp lên cửa khẩu rồi mới tìm đối tác Trung Quốc và đàm phán giá. Sau đó, xe hàng của Việt Nam cùng với đối tác Trung Quốc chạy thẳng qua các cửa khẩu chính thức hoặc lối mở hoặc vận chuyển hàng đến kho của phía Trung Quốc. Thương lái Trung Quốc thường làm việc trực tiếp với hải quan Trung Quốc theo hình thức trung trì. Bằng cách nào đó thì hải quan sẽ cho hàng thông quan mà không cần kiểm dịch, cũng như các giấy tờ kê khai thuế. Một loại hình thức tiểu ngạch khác, ví dụ 10 xe hàng thông quan qua cửa khẩu thì 3 xe khai báo theo chính ngạch, số còn lại không ghi trong giấy tờ hoặc ghi sai tên hàng hóa. Đây có thể là lý do chính khiến các thương lái của hai bên ưa chuộng phương thức tiểu ngạch, vừa nhanh gọn vừa rất giảm nhiều chi phí. Tuy nhiên, rủi ro là nếu chính quyền cấp trung ương hay địa phương của Trung Quốc siết chặt quy định đóng cửa các lối mở hay siết chặt giám sát hoạt động ở cửa khẩu thì chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy, mà thiệt hại đương nhiên sẽ thuộc về phía thương lái của Việt Nam. Hiện nay trong số các xe đang ùn ứ ở cửa khẩu, rất nhiều xe tự phát chưa tìm được người mua bên Trung Quốc, chưa làm thủ tục xuất khẩu, chứ không phải là chờ thông quan hay bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc. Thứ ba là Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu nông sản số 1 của Việt Nam do thị trường lớn, vị trí địa lý thuận tiện. Nhu cầu tiêu thụ hoa quả trên thị trường Trung Quốc vào dịp cuối năm cũng tăng rất lớn.
Vì vậy, mặc dù có lệnh cấm biên từ phía Trung Quốc và chính phủ Việt Nam cũng lên tiếng cảnh báo, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được dòng xe vận chuyển cây từ các tỉnh từ phía Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đến các cửa khẩu hữu nghị Tân Thanh ở Lạng Sơn. Đây là hình ảnh mít Thái giải cứu được bán ở đường Trường Chinh, Hà Nội với giá 8.000 đồng một cân. Thứ tư là quan sát Trung Quốc nhiều năm, đặc biệt là những biến động trên chính trường và xã hội nước này dưới thời ông Tập Cận Bình. Tôi cho rằng mọi hoạt động đối nội, đối ngoại, ngoại thương của Việt Nam đều bị chi phối bởi các toan tính và lợi ích chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, ẩn dưới các chính sách đóng mở thất thường cửa khẩu biên giới, không loại trừ khả năng lãnh đạo Trung Quốc muốn gửi đi tín hiệu cảnh cáo hay răn đe nào đó tới Việt Nam, hoặc đơn giản là muốn gây tổn thất cho kinh tế của Việt Nam. Người dân và thương lái của Trung Quốc có nhu cầu thực sự đối với hàng nông sản trái cây của Việt Nam do ưu thế địa lý, trái cây tươi ngon, chi phí vận chuyển thấp. Do đó, việc Trung Quốc cấm biên cũng gây thiệt hại đáng kể cho thương lái Trung Quốc và người dân nước này trong dịp cuối năm. Nhưng đáng chú ý là hàng nông sản Trung Quốc trong khi đó vẫn được thông quan vào Việt Nam, chỉ bị chậm hơn trước một chút. Trong các giỏ hàng Tết bán ở Việt Nam thường có hoa quả dán tem từ Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc. Nhưng thực ra nhiều sản phẩm là hàng của Trung Quốc ẩn dưới các tem dán giả này. Tóm lại, nông dân Việt Nam xuất khẩu hoa quả loại 1 sang Trung Quốc giá thấp và thậm chí bị chặn không cho thông quan. Trong khi người dân Việt Nam trong nước tiêu thụ hoa quả đắt tiền nhập khẩu từ Trung Quốc dưới mác sạch và xịn. Câu hỏi đưa ra tiếp theo là việc bị chặn hàng hóa ở cửa khẩu như vậy đã xảy ra từ lâu. Tại sao Việt Nam vẫn chưa thể cùng Trung Quốc bàn thảo để đưa ra giải pháp? Bà Ngô Tuyết Lan chia sẻ, tình trạng này đã được Bộ Công Thương, Cục xuất nhập khẩu của Việt Nam dự báo sớm và thường xuyên có văn bản khuyến cáo gửi các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, hội nông dân. Cũng theo trang chính phủ.vn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có 3 cuộc điện đàm trực tuyến với các đối tác của Trung Quốc và mua 10 buổi làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam nhằm để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cửa khẩu. Nhưng thương lái vẫn ùn ùn đưa xe lên biên giới đường bộ. Đây là hình ảnh dưa hấu được giải cứu với giá 20.000 đồng một quả trên đường Võ Chí Công, Hà Nội. Điều đó cho thấy thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa trung ương với địa phương, còn tồn tại một khoảng cách giữa hoạch định chính sách và tính hiệu quả của quyết sách khi đưa vào thực tiễn, không thực thi chính sách một cách triệt để. Câu hỏi tiếp theo là bà có bình luận gì về các biện pháp giải cứu nông sản, hàng hóa của Việt Nam hiện nay hay không? Bà Ngô Tuyết Lan nói tiếp, tôi cho rằng Việt Nam nên chấm dứt biện pháp kêu gọi là giải cứu nông sản và hàng hóa. Đây là biện pháp tình thế, cảm tính và không có lợi cho tất cả các bên. Nông dân là phía phải chịu thiệt hại nặng nề nhất vì khi phải giải cứu có nghĩa là sản phẩm không tiêu thụ được theo như kế hoạch ban đầu của họ, có dấu hiệu hỏng nên phải giải cứu với giá rẻ, thậm chí là cho không. Nhiều tiểu thương cho biết giải cứu chỉ giải quyết được một phần nhỏ của hàng tồn đọng. Số hàng còn lại phần lớn không kịp tiêu thụ, phải bỏ đi. Tóm lại, nông dân lỗ nặng khi rơi vào tình cảnh phải giải cứu này. Về phía người tiêu dùng, khi mua giải cứu là mua các sản phẩm không xuất khẩu được, không được kiểm định chất lượng, đa phần sắp hỏng, chất lượng không đảm bảo. Trên hết là giải cứu nông sản là dấu hiệu của sự phát triển thiếu chiến lược vĩ mô, không bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ông Thủ tướng Chính phủ. Câu hỏi tiếp theo là giải pháp trước mắt và lâu dài cho Việt Nam trong vấn đề này là gì? Trả lời rằng tôi đồng tình với các giải pháp mà chính phủ, các bộ ngành hữu quan, Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc đưa ra là thứ nhất là tiến tới chấm dứt hoạt động tiểu ngạch truyền thống, không có hợp đồng thương mại, đường mòn, lối mở. Khuyến khích xuất khẩu chính ngạch, hai bên có hợp đồng, mở chứng thư bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng bồi thường, bảo hiểm, v.v. Đây là hình ảnh xuất nhập khẩu chính ngạch qua đường cửa khẩu Cát Lái ở Thành phố Hồ Chí Minh và chuyển sang vận tải theo đường biển và đường sắt để tránh tập trung về các cửa khẩu đường bộ, vì hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt có thể chạy thẳng vào nội địa Trung Quốc, không cần dừng chờ thông quan, vừa an toàn trong vòng dịch lại giảm chi phí vận chuyển bằng nửa thời gian vận chuyển bằng đường biển. Thứ hai là đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường trong nước, giảm áp lực xuất khẩu.
Hiện nông dân và thương lái Việt Nam thường xuất khẩu các sản phẩm loại 1 và bán các sản phẩm loại 2 trong nước. Giá xuất khẩu sang Trung Quốc thấp hơn giá bán trong nước và tiềm ẩn rủi ro khi xuất hàng qua đường tiểu ngạch, nhưng nông dân vẫn phải làm vì Trung Quốc là thị trường rất lớn. Tôi cũng cho rằng nông dân và thương lái Việt Nam nên chú trọng hơn thị trường nội địa vô cùng tiềm năng, nên cung cấp hoa quả loại 1 cho người tiêu dùng ở trong nước, để người tiêu dùng Việt Nam không phải chờ lúc nông dân kêu giải cứu mới đổ xô đi một cách cảm tính mua hoa quả loại 1 nay đã không còn đảm bảo chất lượng nữa. Không gì tuyệt vời bằng ăn những hoa quả trồng trên chính địa phương mình sinh sống, phù hợp với thổ nhưỡng, mùa nào thức đó, tươi ngon, bổ dưỡng. Thứ ba là nâng tầm nông sản Việt Nam, đó là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm dần phụ thuộc vào thị trường của Trung Quốc. Sản phẩm đáp ứng đủ chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đăng ký vùng trồng cũng như công tác truy xuất nguồn gốc, mã vùng để tạo điều kiện cho xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường khó tính nhất. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á vẫn chưa thể knock out được tính chính danh của chế độ. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận vi phạm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi. Vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện Ban Chỉ đạo để theo dõi. Tác giả Hoàng Thành nhận định rằng đại án Việt Á đang thách thức tính chính danh của chế độ trong bài bình luận được đăng tải trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Với bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải vào sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022, bộ tứ đã dắt tay nhau trước ống kính các nhà báo như muốn tuyên bố trước quốc dân đồng bào rằng Việt Á vẫn chưa thể đánh knock out được tính chính danh của chế độ này. Chế độ chưa thể sụp đổ về vụ việc xảy ra. Đây là hình ảnh bốn nhân vật tứ trụ của Việt Nam trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường Quốc hội sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022. Chiều ngày 4 tháng 1, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội, Chủ tịch Phúc đề nghị bổ sung nhóm giải pháp làm tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo thu ngân sách nhà nước bền vững hơn, tăng tính minh bạch, công bằng, tăng vai trò điều tiết công cụ thuế. Và cần phải có một hệ thống giải pháp chứ không phải chỉ tung tiền ra mà không có biện pháp quản lý sẽ gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy. Do đó, trong ngày đầu tiên, chưa thấy ai trong bộ tứ nói bất kỳ điều gì tới Việt Á cả. Dường như mọi thứ vẫn đang trong im lặng. Trước đó vào ngày 3 tháng 1 năm 2022, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược của Việt Nam, toàn bộ chi tiết liên quan đến vụ đại án Việt Á đang sôi sục trong dân chúng, từ Bắc đến Nam đã diễn ra qua các bước cụ thể sau đây. Thứ nhất là việc hình thành các chính sách hạn chế nhập khẩu các bộ kit test từ nước ngoài nhằm chuẩn bị thị trường độc quyền cho sản phẩm. Thứ hai là việc hình thành đề tài nghiên cứu cấp nhà nước với nguồn vốn lớn từ ngân sách do các cơ quan trong chính quyền, trong ngành y đồng tham dự để tăng tính chính danh cho sản phẩm. Thứ ba là việc các bộ và cơ quan chuyên môn cùng đồng loạt công bố thông tin về chất lượng sản phẩm mà hiện nay đã bị phanh phui là sai trái và dối trá để xây dựng tính chính danh cho sản phẩm, quảng cáo cho người dân. Thứ tư là đồng thời tạo dư luận và nâng cao tinh thần dân tộc sử dụng sản phẩm tự chế của người Việt, thậm chí trao huân chương lao động hạng 3 cho đơn vị tạo ra sản phẩm mà người ký không phải ai khác, chính là ông chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ ông vẫn đang yên vị làm vị trí tổng bí thư. Thứ năm là việc ban hành các quy định yêu cầu xét nghiệm trên quy mô rộng trong thời hạn ngắn để việc bắt buộc phải sử dụng sản phẩm trên quy mô và thời gian tương ứng. Và đương nhiên, càng thử nhiều thì càng bán được nhiều kit test, các quan chức càng được thêm nhiều tiền. Theo dõi các đại án tham nhũng trong 20 năm qua gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ, ta thấy chúng ăn không chừa thứ gì và vẫn qua mặt hệ thống luật pháp đã sẵn có và dường như pháp luật với họ đã bị mù. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong đại án Việt Á với bộ kit xét nghiệm dởm lừa dối cả đất nước hàng trăm triệu người dân. Kẻ tham nhũng đã trục lợi thông qua quá trình thực thi hệ thống pháp luật
đó, nhưng trên thực tế chúng đã từng bước chuyển hóa hệ thống theo ý của mình. Tất nhiên, Việt Á là điểm ngoặt, là bước nhảy vọt về chất của quá trình trục lợi từ tài sản của nhà nước và dân chúng vào tiền túi của các quan chức trong đảng. Cũng theo giám đốc của cơ quan nhà nước cho rằng đây là sự lũng đoạn công khai đối với toàn bộ hệ thống của Đảng Cộng sản, nhà nước và chính quyền. Ông Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đã tặng huân chương giảm cho vụ việc này. Và điều khác biệt lớn nhất so với các đại án trước đây là mối chúa đã liều lĩnh đứng ra kết nối các khâu trong quá trình hoạch định chính sách và hình thành nên các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, hệ thống quy định ấy được thực thi dưới lớp vỏ chính danh và hợp pháp, đem lại lợi nhuận kích xù cho những kẻ lũng đoạn từ trung ương đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Điều đó giải thích vì sao các quan chức nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như núi nhưng người dân ngày một nghèo đi. Tất nhiên, nhận định này chỉ là có công, chỉ mặt đặt tên mà thôi. Còn cái đảng và chính phủ của nhà nước này đã bị lũng đoạn từ rất lâu rồi, người dân đã bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ là mặc dù trước đây Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên bố mạnh mẽ về đại án Việt Á, nhưng tại bài phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất sáng ngày 4 tháng 1, ông cũng chỉ đề cập đến việc xử lý Việt Á như một trong những sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung mà thôi. Để xử lý nghiêm đại án Việt Á đã lừa toàn xã hội vào hành động phải quyết liệt vì đã đem đến cái chết cho rất nhiều nghìn người Việt Nam. Tuy quá trình điều tra vụ Việt Á còn đang tiếp diễn và mở rộng, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể rút ra được các bài học như sau. Thứ nhất là Việt Á không thể một mình dắt voi qua rào nếu không có sự hậu thuẫn của các bộ liên quan và đứng sau lưng chắc chắn là có các ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm do Việt Á và Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu sản xuất và được toàn bộ hệ thống báo chí của Đảng và các bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế tung hô lên tận trời xanh, mặc dù hoàn toàn là giả dối và không biết chất lượng đến đâu. Thứ hai là nhóm lợi ích này về y, dược, dù mạnh đến đâu cũng không thể dễ thao túng được chính sách nếu không có lỗ hổng do thể chế và lỗi thời. Thứ ba là Việt Á và các cơ quan chức năng đã suy thoái không dễ gì lừa toàn xã hội nếu Quốc hội và báo chí làm tốt vai trò giám sát quyền lực và báo chí nếu được độc lập. Thứ tư là sự móc nối giữa các nhóm mafia không dễ qua mặt, được dân trí cao và có xã hội dân sự thực sự mạnh mẽ. Cả bốn bài học này cho thấy điểm tắc nghẽn lớn nhất là ý thức hệ và thể chế lỗi thời đang ngăn cản quá trình đổi mới vòng 2, làm cho đổi mới nửa vời và thiếu đột phá, chỉ nặng về hình thức mà thiếu về thực chất. Nói cách khác, quá trình đổi mới đã bị các nhóm lợi ích thân hữu thao túng và vô hiệu hóa trong thời kỳ kéo dài quá độ vô hạn và để làm dần đầy các túi của quan tham. Muốn dẹp được sân sau như Việt Nam Pharma hay Việt Á thì phải đổi mới thể chế toàn diện và triệt để. Việt Á và các cơ quan cũng như các quan chức suy thoái là lừa toàn xã hội, theo cựu đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, vì vai trò giám sát quyền lực của Quốc hội và báo chí đã bị vô hiệu hóa bởi các nhóm lợi ích độc quyền đang thao túng thể chế này. Các bài học sẽ rút ra mãi mà không hết, đảng quyền không được thay thế bằng pháp quyền. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang báo của đảng đồng loạt tung lên những thông tin dởm lên báo Tuyên giáo nói rằng bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận để bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm của Vương quốc Anh. Thực là một trò nực cười. Còn truyền hình Việt Nam thì lớn tiếng tuyên bố các nước đã đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm và tất cả những thông tin đó đều là giả dối để tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian ngắn nhất dưới sự đau khổ của người dân. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông bình luận đưa ra như sau. Từ vụ kit test Việt Á bị phanh phui, lộ ra những điều khủng khiếp, không chỉ chuyện chúng câu kết, móc ngoặc, ăn chia, làm ăn dối trá, hối lộ tham nhũng tràn lan, dính chùm từ trên xuống dưới, địa bàn tiêu cực mở rộng khắp nơi, đồng thời nhơ bẩn làm băng hoại cả hệ thống cai trị, mà còn phải kể đến những đau khổ tột cùng của người dân gánh chịu, xã hội bị chao đảo, cuộc sống bị đẩy đến chân tường. Suốt nửa cuối năm 2021, nhất là từ tháng 6 đến tháng 10, theo lệnh từ chính phủ, cấp cơ sở đã buộc người dân phải đi test để lấy mẫu xét nghiệm, gọi nôm na là ngoáy mũi. Cả hệ thống cai trị lao vào cuộc ngoáy mũi dân vô tội vạ.
nơi tôi ở, cứ 3 đến 4 ngày dân lại bị điệu ra chỗ tập trung để ngoáy mũi. Sân trường học, trụ sở ủy ban, công viên, góc phố đều được trưng dụng cho các chiến dịch vĩ đại này mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người già, người lớn tuổi chỉ ở nhà không đi đâu cũng bị ngoáy mũi. Ở quận 8 Sài Gòn từng xảy ra vụ nhà chức trách tới việc ngoáy mũi chủ nhà phản ứng dẫn đến xung đột. Ở thành phố Bình Thuận, Thuận An, ở tỉnh Bình Dương, lực lượng công an còn tự ý phá khóa vào nhà dân, ép xuống sân để ngoáy mũi. Tổ trưởng dân phố, anh em dân phòng suốt ngày đi từng ngõ gõ từng nhà, đập cửa ầm ầm, kêu gọi già trẻ, gái trai lớn bé ra ngoáy mũi, phải nói không khác gì chiến tranh. Điều dễ thấy nhất là sự ngoáy mũi vô tội vạ, tốn kém, không biết bao nhiêu mà kể. Phiền hà dân chưa từng thấy kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, nhưng người vẫn chết như ngả dạ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trong bài đăng trên báo Một Thế giới vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 cho biết, tính đến cuối năm đã hơn 32.000 người chết, khiến Việt Nam đứng thứ 26 trên tổng số 234 nước và vùng lãnh thổ có số lượng người tử vong cao nhất. Phải chăng những kit test dởm của Việt Á đã góp phần làm cho số người chết tăng cao đến như vậy? Đây thực sự là một hậu quả khôn lường. Đây là hình ảnh biếm họa của La Thanh Hiền về chủ trương xét nghiệm toàn dân của chính phủ với dòng chữ lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Ném tiền vào những cuộc càn quét xét nghiệm, ngoáy mũi vô tội vạ, trong đó có rất nhiều tiền móc túi dân, bắt dân phải trả. Cứ giả dụ tiền bạc ấy sau này có thể bồi hoàn cho dân, cả nước cố gắng làm lụng bù lại phần đã chi. Nhưng tính mạng của dân, của hàng vạn người đã tử vong, thì ai chịu trách nhiệm, ai trả lại cho dân? Tất nhiên ở xứ này không ai chịu cả, chỉ có người chết là phải chịu. Ngoáy mũi xét nghiệm không phải tất cả đều miễn phí. Vô vàn người lao động đã cần lao đã phải chi số tiền kiếm được từ mồ hôi công sức của mình trả cho dịch vụ áp đặt ấy. Mà những người làm nghề giao hàng, shipping là ví dụ cụ thể nhất. Họ phải liều thân kiếm sống trong cơn đại dịch, nhưng có thời kỳ cứ 3 ngày buộc phải mua kit test xác nhận âm tính một lần, không có nó thì sẽ bị phạt. Nhiều lái xe chở hàng hóa thiết yếu hoặc phục vụ sản xuất từ nơi này qua nơi khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tờ giấy xác nhận kết quả âm tính đã xuyên thủng túi dân, việc xét nghiệm thành cơ hội béo bở cho những kẻ lợi dụng. Đục nước thả câu, mà Việt Á là một bằng chứng làm giàu tội lỗi trên sự đau khổ vất vả của người dân. Ban bố một chính sách sai lầm, buông lỏng để cấp dưới thực hiện chính sách sai lầm ấy. Xét về bản chất, đó là bóc lột. Phải làm sao lôi những kẻ khuất mặt từ quan cực phẩm chỉ đạo với bọn sai nha đầu sai làm khổ dân ra để trị tội. Thực thi công lý chỉ có ý nghĩa khi áp dụng cho vùng cấm ấy.